Mẹ à, à. ơi Ôi Trời ơi có đau lắm không con Trời mẹ kêu ừ. con đi phải cẩn thận rồi mà Ê, thiệt là <laughs> Chị à, lâu rồi chị mới gọi. Nhưng mà chị gọi từ đâu vậy hả? Ha Jun sao? Thằng bé vẫn làm rất tốt. Bây giờ không khác gì ông vua con hết. Ê, em thấy lo cho chị hơn đó. Mà dạo này chị sống sao rồi? Ờ, à, thằng bé Ha Jun, chị có muốn tới thăm nó không? Ờ, à, không cần đâu em. Thằng bé khỏe là được. mi Sốc ơi, chị cảm ơn em chị biết là cô cũng chăm sóc hai Dương nhưng em cũng nhớ để ý giùm chị. Ừ. <laughs> đúng vậy chỉ cần con vẫn khỏe là được con phải sống thật hạnh phúc nha con anh dậy sớm vậy hả <laughs> em cứ ngủ tiếp đi anh cũng ngủ thêm đi anh còn phải đi làm nữa mà <laughs> anh hạnh phúc không ừ em ừ. em cũng rất hạnh phúc vậy là tốt rồi miễn em thấy hạnh phúc là được <laughs> ngủ thêm đi Mới sáng sớm mà ai tới vậy? À, con không biết. À, là quan xuống. Em vợ con. À, chào anh rể. <laughs> dạ, chào bác. Ừ, cậu vào đi. Bếp đâu hả anh? Em vô bỏ cái này rồi về. À, bên kia. À, dạ. Yeah. Wow, nhìn đồ ăn ngon thiệt đó. Sáng nào mọi người cũng ăn vậy hết hả? Ừ, mà em mang cái gì tới À, vậy? cái này. Đây là rau trộn, đây là nước ép trái cây. Còn nữa, đây là canh mì, cá hồi nữa nè, và sữa protein. Xin lỗi, nhưng mà... Những thứ này là cái gì vậy? Dạ, bữa sáng của chị con, sáng nào chị ấy cũng ăn vậy hết á. Hơ, còn dâu lấy đồ ăn kiêng từ nhà của mẹ đẻ. Tha gì vậy sớm nấu bữa sáng hả? <laughs> Đúng là thời thế thay đổi. <laughs> dạ Dạ con đã đưa tới rồi Dạ bà chờ một chút nha Bác nghe máy đi bác Chuyện gì vậy chị Thông Gia Mới sáng sớm chị đã làm trò gì ở nhà người khác vậy <laughs> Nhà người khác là sao Giờ nó là con dâu của bà Nhà con rể của tôi Nhà ngoài của tôi cũng ở đó con gái đã đi lấy chồng không giống như lúc ở nhà chị phải để cho nó sống tự lập đi chứ không phải ai cũng có thể làm diễn viên được đâu diễn viên chuyên nghiệp phải duy trì chế độ ăn uống và luyện tập khác người thường Đối với việc này tôi là gia. nói như vậy chị định kêu con trai chị tới đây đưa đồ ăn mỗi sáng sao nếu chị thấy không thoải mái thì để tôi tự tới nhà Thế là tôi tới đó sống luôn. để tôi tự chăm lo chuyện ăn uống của cha cung nhà tôi được chứ chị không cần phải làm như vậy tôi hiểu rồi ngày mai không cần phải tới nữa chừng này không đáng bao nhiêu nên để tôi lo cho à nhưng mà mấy đồ này được mua ở một siêu thị đặc biệt tôi nói là cậu không cần tới nữa còn chuyện này nếu như chị cậu đã kết hôn thì nên chuẩn bị bữa sáng cho chồng con phải biết dậy sớm để nấu đồ ăn sáng chứ <laughs> chị còn nấu ăn nè <laughs> không thể nào được đâu chị ấy chỉ quan tâm tới cơ thể và khuôn mặt của mình thôi Ồ. thôi được rồi em cứ về đi để anh lo cho chị ấy vẫn còn ngủ hả mọi người ăn ngon miệng nha ờ à, cậu đi đường cẩn thận nha nè mẹ mẹ nhất định phải gắt như vậy sao mẹ hơn nữa là chính mẹ vợ của con đã tự mình chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy còn gì nữa chúng ta nên cảm thấy có lỗi vì đã không lo lắng chu đáo và biết ơn mẹ vợ của con mới phải chứ nếu như mẹ cứ khó tính như vậy thì em vợ của con sẽ nghĩ cái gì đây mẹ con nói cái gì trời đất mà bây giờ thì ai còn phân biệt con dâu con rể nữa Con nào thì cũng là con chứ Con dâu thì cũng là con cái mà <laughs> Trời đất ơi anh à Em cũng như vậy đó Nhìn thấy cậu ấy ngạc nhiên trước bàn ăn xem không mời cậu ấy ngồi xuống dùng bữa Thái độ gì vậy Nhà của mình trở nên keo kiệt như vậy từ khi nào vậy Anh bị bệnh rồi hay sao vậy Đầu của anh bị đập vô chỗ nào hả Anh sao vậy Em mới là người bị làm sao đó em gái Mẹ Mẹ cứ coi như nhà mình có một cô con gái làm diễn viên đi có được không? Bây giờ mẹ vẫn còn khỏe mà Cho nên cha cung đâu có cần tự mình làm tất cả mọi việc đâu Trước đây mẹ có bắt ơn Hi làm cái gì đâu Sao bây giờ lại như vậy với cha cung chứ? Hả? Bị điên rồi hay sao vậy trời? À, mẹ à Mẹ bình tĩnh hít thở chút đi ha Hít thở sâu về rồi hả ừ con bé nó sống bên đó thế nào hả con chị con hả à. con đâu có gặp chỉ gặp anh rể với mẹ anh ấy thôi Ai, vậy cũng đúng không có lịch trình nó không dậy sớm đâu rồi sao con bỏ hết đồ ăn vô tủ lạnh chưa rồi nè bà ta phản ứng ra sao hả nhìn tức giận lắm đúng không chắc tức điên lên hả dạ nhìn rất tức giận nên mẹ mới kêu con tới đó hả? Bà ta có con dâu làm diễn viên mà. Giờ chắc muốn đuổi chúng nó ra ngoài lắm. <laughs> ra ngoài ở hả? Mẹ muốn sống cùng chị sao? Mẹ vẫn luôn muốn sống riêng mà. Nhưng bây giờ mẹ đã đổi ý rồi con trai à. Mẹ không biết cha cùng cảm thấy như thế nào. Nhưng nếu ở cùng mái nhà với con rể Seo sẽ thoải mái và an toàn. Mẹ mong có đứa con trai gánh giác gia đình nhưng không thành. Đành dưa vô con rể. Dù sao mẹ cũng muốn sống cùng hai đứa nó Còn con sao ừ, Cậu con trai quý tử của tôi ơi Bữa sáng dọn lên sẵn bàn rồi kìa Lại ngủ cốc nữa chứ gì Bữa sáng bên nhà anh rể nhìn hoành tráng lắm nha Nhìn ngon ơi là ngon luôn đó. Sao không ăn hả Không ai mời ở lại nên con quay về luôn <laughs> à, Con muốn sống trong gia đình vậy quá Ngày mai mẹ sẽ giúp con được ăn Thiệt dẫn mẹ Bây giờ con dâu về nhà chồng Đúng là chị để ngắm Mỗi người có một phong cách sống riêng mà Thời nay rất nhiều thanh niên trẻ cảm thấy không thoải mái Khi mà phải ngồi ăn chung với nhau đó Nếu mẹ dám mở miệng kêu nó nấu bữa sáng Chắc là con bóp cổ mẹ chết mất à, Mẹ cũng thiệt tình Ở tuổi của mẹ mà đùa như vậy không vui chút nào đâu nha À Chị dâu của em sẽ quay lại đóng phim Ừ em biết rồi em cũng nghe nói Đúng là đỉnh thật Con chào mẹ Đêm qua mẹ ngủ có ngon không vậy Vô đi chào con nhưng mà hai vui đâu rồi Thằng bé vẫn còn đang ngủ Con cứ kệ nó đi À Rót em cà phê đi Ừ Ồ, uh, Chắc là mẹ con đã ghé qua <laughs> Mẹ ơi mẹ Con ăn cái này được rồi Chúc mọi người ngon miệng nha Nè em ừ, Cảm ơn anh Con đừng nói vậy Yuri à Mợ của con là diễn viên nên mới như vậy Là diễn viên thì sao có thể trơ trẽn khoe khoang sự vô giáo dục trong cách ứng xử như vậy mà coi được à? à mẹ ơi. À, từ bây giờ bà ngoại Ha Jun sẽ quản lý lịch trình của nó, em không cần phải lo cho thằng bé nữa. Anh nói như vậy nghĩa là sao? Ha Jun là diễn viên của em. Thì bà ấy có nhiều kinh nghiệm hơn em mà. <laughs> mẹ à, còn phải ngồi nhìn công việc của con bị cướp hả? Bữa sáng nhất định phải thành như vậy hay sao? Con dâu nhà người ta thì phải cúi đầu trước cửa của nhà chồng, còn con thì đúng là một thằng ngu ngốc ôi trời ơi mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được là con sẽ như vậy đừng có mà can thiệp vào chuyện của em đi thay quần áo đi dạ à dạ Mẹ, cha cùng vợ của con đã quen sống tự do ở nhà và được mẹ quấy chăm sóc từ xưa tới giờ. Sau này con sẽ nhắc chở nên mẹ đừng có la nữa. Vậy mẹ không để con sống tự do trong khi chăm sóc cho con sao? Liệu con có ăn mặc trần truồng như vậy đi lại ở nhà người khác sau khi tắm xong không? Mẹ thiệt là. Sao nó lại như vậy? Sao nó không thể thay đổi thái độ khi có người lớn ở đây chứ? Một người nên biết điều chỉnh hành vi khi tiếp xúc với môi trường khác ở nhà hàng thì khác trường học thì khác rồi ở nhà và ở đài truyền hình cũng khác nữa con thấy đúng không <laughs> ngồi xuống đi dạ đây không phải là nhà riêng của con sau khi tắm xong thì phải mặc quần áo vào ngay con có ăn rau trộn hay gặm móng tay thì cũng phải ngồi vô bàn ăn và dọn dẹp cùng với mọi người tại sao thời gian biểu của mỗi người khác nhau và ăn uống cũng khác nhau nữa tốt hơn là cứ thoải mái còn việc ngồi ăn chung hoặc là ăn riêng Tiện bên nào thì làm bên đó Đúng vậy đó mẹ Con đừng có can thiệp vô chuyện này Như con nói Mẹ sẽ không để ơn hi nấu nướng trong bếp Nhưng bây giờ lại bắt bẻ cha cung làm việc Mẹ rất tiếc phải thông báo với con chuyện này Trước đây mẹ không cho con bé đó đứng trong bếp Là vì mẹ không chấp nhận nó là con dâu của mẹ Con cũng muốn như vậy hay sao Hay là con cố tình hành xử như vậy Để mẹ đuổi con ra khỏi nhà Mẹ Sao mẹ lại nói những câu nặng lời dữ vậy Khi mẹ nói chuyện thì ngồi yên đó mà nghe. Con là con dâu của mẹ. Con đã sống tự do 30 năm như vậy đủ rồi. Đừng cư xử như đứa lớn lên không có cha nữa. Sao con không trả lời mẹ? Con không nghĩ là mình làm được đâu. Ở đây không giống như nhà con phải sống dựa dập vô thu nhập diễn viên của con. Nhà này không cần tiền của con, cứ ở nhà đi. Mẹ à? Dạ con biết rồi Lần sau con sẽ chú ý nhiều hơn Nhớ đó Cuối <laughs> cùng <laughs> 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 mẹ đã thắng rồi Mẹ đúng là tuyệt vời Sao con không ăn nữa Con ăn xong rồi Nhưng con không thể ra ngoài phòng khách được Mẹ ơi, mẹ nhanh đi rửa chén đi Bà đang tức giận nên mẹ đừng có để bị la nha à, Con nói cũng đúng <laughs> Giờ mẹ có chị dâu rồi Mẹ là em chồng Vậy việc rửa chén này không phải của mẹ nữa Mẹ định bắt mờ rửa hả Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu Còn thấy sao Yuri Con không biết à, Cô ăn con nhiều, cũng ăn vô nhiều vô chút, chút đi. đi. con không muốn ăn uống gì hết á không biết in hi của chúng ta có ăn uống tử tế hay không có được ngủ đủ giấc hay là không nữa không biết là cậu ấy có còn sống hay không nữa con đừng nói như vậy chứ là do cậu ấy chỉ sống vì hai vun mà thôi không biết là sau khi từ bỏ hai vun rồi thì cậu ấy có sống nổi không nữa con nói vậy cũng đúng chắc là chú đê sang đó dạ, à vào đi. Tới rồi hả chú? Đây rồi, chả. À, tôi đã cố tình dậy sớm để tới đây trước buổi sáng rồi mà. Ôi trời, cái này em, à, mùi thơm lắm đó. Tôi đã mất nguyên buổi tối cho cái này á. Mau thử đi. À. À, nhìn món này á, làm con nhớ tới canh thịt bò của Ân Hi quá. À. Sao hả? Mùi vị Hơi có gì cô khói đúng vậy không? Tôi thấy vị này hơi chua thì phải Ủa? Thiệt hả? Không lẽ bị hư rồi sao? Thử coi ừ. Ôi trời hả? chú ơi chú, chú nấu bẩn gì vậy? Trời ơi mùi vị tệ quá chừng luôn Chú đừng có mở quán canh thịt bò nha Cứ <laughs> tập trung vô việc nấu cơm giỏi nhất của chú là được rồi Ôi trời ơi. Chú cũng muốn vậy lắm chứ bộ Nhưng mà hiện nay Chúng á... ta vẫn chưa có người đi giao hàng In thì sẽ quay về thôi nên là cứ chờ thêm thời gian đi <laughs> Rốt cuộc con bé nấu món này như thế nào cứ như vậy tranh sẽ ngã bệnh trước khi chúng ta mở tiệm luôn đó sức khỏe của tôi không sao đâu nhưng mà chúng ta phải mau chóng mở cửa để tôi còn trả nợ cho cô nữa chứ mà nè cô vẫn chưa quên chuyện mở cửa tiệm ăn mới chứ tất nhiên rồi à, nếu vậy sẽ tuyệt lắm khi anh Hi quay về lúc chúng ta chuẩn bị xong hả à, còn thêm chút nữa đi thiệt tình à. dạo này anh sao vậy hả sao em vừa nói gì <laughs> gần đây anh ăn uống kiểu gì á đúng vậy đó gần đây cậu ăn uống kém lắm vì nấu ăn không ngon sao nếu không thích á thì cứ nói nhà không phải đâu không phải vậy đâu mà chỉ là con không có khẩu gì <laughs> cho nên là em mới hỏi anh bị làm sao đó anh sao chứ thì anh cứ thất thần suốt ngày chứ sao nữa lúc coi tivi anh cũng không tập trung gì hết em gọi cũng không thèm để ý luôn <laughs> xin lỗi hai đứa ba nghe điện thoại lâu quá ba ngồi xuống ăn đi ờ à, được rồi Bà nghe nói hôm nay bộ phim sẽ bắt đầu quay hả dạ yeah. làm tốt lắm nghe chung Hun nói đoàn làm phim nhận được rất nhiều tài trợ đúng là tuyệt vời thiệt Quảng cáo ồn ào lạng vậy hả Sao bao nhiêu tai tiếng như vậy mà Kim Cha Cung vẫn có thể quay lại được sao <laughs> Sơ Hà Dôn cũng nổi hơn đúng là kỳ lạ thì Dù sao hiện nay cũng không có nhiều phim do mẹ con ruột cùng đóng chung đâu Một chiều quảng cáo hiệu quả Hình như uh, Hai Dôn được đề cử giải thưởng lớn Dạ yeah. uh, Ba ơi Nghe nói là ba đi công tác hả Không lẽ con thuộc lịch trình của ba hả Con làm quản lý chủ tịch sao <laughs> Ba thiệt tình ờ <laughs> à, tôi nghe đi dạ 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 quý cô quản lý chủ tịch à cô đừng lo lắng nữa mà hãy mau ăn cơm đi ha <laughs> đúng rồi rẽ trái đi vài phút nữa tôi sẽ tới ngay dạ có chuyện gì mà anh đi gấp quá vậy? Ờ, có cuộc họp. Anh đi đi. Đi họp hả? Sáng nay hả? Sáng nay không có cuộc họp nào. À à, hôm nay có đó. Ờ chắc quên quên mất nên mới vội giả đi chứ gì. Có thật như vậy không anh? Tất nhiên là thật rồi. Đúng vậy. Anh không có nói dối em đâu. Ờ. À... Hey, Ai... xin lỗi em số chung à, lần này anh lại nói dối rồi. Chị dâu à, đi xuống rửa chén. Sao là chị? Chị còn không ăn nữa mà. Em đi rửa đi. Có chị dâu thì sao phải rửa? Em phải đi làm mà. Hôm nay chị dâu của em cũng phải đi làm. Được thôi, em biết rồi. Em sẽ đi xuống dưới nhờ mẹ rửa vậy. Ai, thiệt là. Anh biết rồi. Anh sẽ rửa. Anh rửa à? Anh bị sao vậy? Vậy tùy anh thôi. Chị đắp mặt nạ vui vẻ nha. Tất nhiên rồi. Tắm xong thì nên đắp mặt nạ ngay. Lần tới đắp cùng nhau đi em. <laughs> dạ. tại à, sao con phải rửa chén à, à, dạ đâu có sao đâu có luật nào chỉ bắt phụ nữ rửa chén đâu mẹ luật cái gì mà luật chứ ôi trời ơi con đúng là cái đồ ngu ngốc À, nhưng mà mẹ ơi mỗi lần rửa chén nước thường bán như vậy sao ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi mau tránh ra đi ừ. à. À. <laughs> con cảm ơn mẹ Ha Yun im im hi mẹ Ân ừ, hi à, con không bao giờ ngủ hiền sao? À. Hôm qua con cũng tự mình làm hết mọi việc. Cô tới rồi hả? Nè, cái này ạ, cô thử chút đi cô. Con thấy canh thịt bò rất cay nên nghĩ chắc cô sẽ muốn kim chi nhạt chút. Sao con biết vậy? Hôm qua con đã thử rồi. Con muốn rất nhạt nên nếu cô cần cô cứ cho thêm gia vị. Đây là bếp của cô, tất nhiên cô biết mình phải làm gì mà. Được rồi. À. Dạ con biết rồi. không phải hả à... ờ không phải rốt cuộc cậu đã đi tìm bao nhiêu chỗ rồi hả cứ mỗi lần có ai gọi là cậu lại chạy tới đó ngay lập tức liền biết làm sao đó là cách duy nhất để tìm chị ấy nếu để ba cậu và xô chung biết thì cậu sẽ rắc rối to đó em biết rồi nguyên vua à anh hãy đi vì chị ấy muốn ở một mình cho chị ấy thêm thời gian <laughs> chào mừng ạ à. mọi người làm việc vất vả rồi à, xin chào anh chúc anh buôn mai bán đắt nha dạ à cô ơi mong là cô giúp cho tôi với nha nha quý khách à làm ơn nghĩ tới lập trường của chúng tôi nữa tôi phải đi tìm bạn của tôi mà cô ấy không có gia đình chỉ có mình tôi là người thân thôi nên cô chỉ cần kiểm tra coi cô ấy tắt điện thoại ở chỗ nào thôi làm ơn giúp cho tôi đi mà dù tôi nha, có cầu xin thì chúng tôi cũng không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng được đâu chúng tôi là trẻ mồ côi mà tôi không biết liệu cô ấy có gặp phải tai nạn hay là gì không nữa <laughs> vậy nên tôi xin cô, xin cô tạo phúc đầu năm đi nha, xin cô giúp cho tôi làm ơn giúp tôi một lần thôi, một lần thôi, tôi xin cô mà nha nha, làm ơn đi. Chà, vị cay của món canh này đúng là ngon nha, hả? Tôi cũng chưa bao giờ món canh nào mà thanh như vậy. Chà, ngon quá. Nấu kiểu gì? Món canh này thật là khác biệt nha. Uhm. Lạnh quá, chị mau vô trong nhà đi À không sao đâu, trong bếp không còn chỗ nào để ngồi nữa Chị chuẩn bị xong rồi sẽ vô ngay mà Ôi lạnh thiệt đó, em vô trong trước nha Ờ à, được rồi À <laughs> <laughs> Cảm ơn đạo diễn Cô dọa tôi sợ chết khiếp luôn đó Tôi rất xin lỗi Cùng làm thật tốt Từ giờ phải thật Cố gắng <laughs> Dạ tôi sẽ cố gắng hết sức Ôi trời ơi đạo diễn nè à. Ê trời lâu rồi mới gặp lại cậu dạ thưa mẹ vợ mẹ vợ sao cô là mẹ vợ cô súc xin thì cũng là mẹ vợ của con rồi còn gì <cười> <cười> ra là vậy ừ, cứ gọi vậy đi dạ con qua đây chút ừ, đúng là hai mặt hai Duân đâu con ờ, ở phòng chờ đó không được như vậy, chúng ta phải chăm sóc cho nó chứ Những bà mẹ khác sẽ không để thằng bé yên đâu Mẹ cứ mặc kệ con đi Con bé mi xúc đang lo lắng mẹ sẽ cướp công việc trong tay của nó kìa Vậy sao? Ơi trời, dù sao đi nữa, mấy bà mẹ kia sẽ không ngồi yên đâu Sơ mi xúc Vậy giờ cô là em chồng của tôi Thật lòng mình không muốn tặng đâu Hai à, cô ngồi đây đọc kịch bản nha. Cô đi vệ sinh chứ. Dạ. à, <laughs> mẹ của con ở đâu vậy? Nghe nói là bắt cóc. Nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ như vậy mà không ngờ cô ta cũng đáng sợ thật đó. Đúng rồi, cô ta thèm khác con tới như vậy. Ôi, thật kinh khủng quá, đáng sợ. Hai à, mẹ trước của con có gọi cho con hay không? Cái gì vậy? Hỏi mấy chuyện đó đi làm gì? Trời đất ơi, Hayuna, mau tới phòng chờ mẹ con đi Sao con phải ngồi đây nghe mấy lời này chứ? Mấy đứa tập trung vô đọc kịch bản đi Bà chưa nghe thấy ai tám chuyện nhiều thành ngôi sao được đâu Hayuna, đi theo bà mau lên Con không đây, ok kêu con ngồi yên ở đây chờ cô quay lại Con cứ đi với bà đi, bà sẽ lo cho con mà Hử? Đi Mẹ yêu con nhiều lắm con cũng yêu mẹ rất là nhiều Được rồi cắt Hãy vui ra Giỏi lắm <laughs> Mọi người giúp giả rồi Con giỏi lắm Tối nay chúng ta có buổi phỏng vấn Nhớ làm cho tốt đó Buổi phỏng vấn hả Chúng ta là mẹ con ruột mà Mọi người đều đang rất tò mò <laughs> Mẹ thích con để tóc như vậy hơn Con cứ làm theo lời mẹ là được rồi cô nhớ chưa? Hayun ơi, con cười lên đi con, qua ngồi kế mẹ của con kìa. đúng vậy, Hayun qua đây con. <laughs> Nhìn hai mẹ con á tôi thấy thật sự là ganh tị Xin hãy chia sẻ cảm xúc của cô đi Chúng tôi cuối cùng cũng giành được con Thằng bé thật là quý giá biết bao nhiêu Tôi cảm thấy rất hạnh phúc Khi hai mẹ con có thể đóng chung trong cùng một bộ phim Hà vui nè Cười lên đi con Con cứ nghĩ đây là đóng phim đi <laughs> Nhìn rất là hạnh phúc dạ à, Vậy thưa bà chấp nhận con dâu là diễn viên có khó hay không? Nghe nói là ban đầu bà phản đối họ rất là dữ dội, giờ bà đã thấy hài lòng chưa? Thì không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý của tôi. À, tất tất nhiên rồi, Ha -yoon đã ở đây rồi mà. <laughs> mẹ sắp xếp buổi phỏng vấn hả? Thì mẹ phải làm cho bà già đó càng ngày càng mệt mỏi và mềm yếu đi mới được. <laughs> à, nên kết thúc thôi con rể và cháu tôi cũng mệt rồi mọi người cũng phải nghỉ ngơi ăn tối chứ à, chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi đi <laughs> chắc là hai bà phải thân nhau lắm có đúng không ờ à, tất nhiên rồi chúng tôi có con trai con gái chung mà giờ chúng tôi thân thiết như bạn bè vậy có đúng vậy không hả chị <laughs> nếu vậy chúng tôi xin phép được chụp vài tấm hình nha ờ à, tất nhiên là được <laughs> <laughs> chị thông gia cười lên đào chắc do mặt chị ấy nhiều nếp nhăn nên không dám cười, <cười> đồ ăn à, ở dạ, nhà hàng này anh. rất ngon à, đi thôi bảo <laughs> <Mạo> đi thôi <laughs> lần sau tôi mong là chị thông gia đừng bày ra mấy trò trẻ con này nữa chị nói trò trẻ con là sao Úi, trời đất ơi chuyện này sẽ thường xảy ra nếu Hà vun giành được giải diễn viên nhí <laughs> vậy cho nên chị thông gia cũng đừng tự tin quá ai ngờ có ngại chúng ta lại thành người một nhà được chứ Úi, cuộc sống này đúng là tràn ngập niềm vui đúng không <laughs> à, mẹ chơi Mẹ à, mau vô ăn đi. Ờ, à, được rồi. <laughs> mẹ cũng mau chào đi. Ủa? Anh tưởng em về nhà luôn rồi chứ? À, em đang tức giận cho nên không về được. Em phải hạ quả đã. Ờ, sao? Hai Jun lỡ buổi quay phim hả? Hai Jun lúc nào cũng làm tốt. Tại mẹ của chị Kim cha cung hết. Bà thông gia sao Đúng vậy Bây giờ bà ta còn dám để mắt quản lý cả Ha Jun nữa Hôm nay còn tự tiện sắp xếp phỏng vấn cho Ha Jun Mà không thèm báo cho em một tiếng nào hết Như vậy cũng được hả Em là quản lý của Ha Jun <laughs> Muốn kiểm soát cháu trai chứ gì <laughs> Ê, Như vậy thì không tốt rồi Nên phân biệt việc công và việc tư ra chứ Nói thật lòng là Nếu không phải em làm Ha Jun nổi tiếng Chị Ân Hi sẽ không từ bỏ như vậy đâu Chị ấy chấp nhận nhẫn nhịn Là do Ha Jun quá nổi tiếng Chị ấy lo là người ta sẽ công kích nó Vậy mà bây giờ bà thông gia Từ đâu muốn nhảy vô Và chiếm hết tất cả mọi lợi ích chứ Gì vậy à, à, Anh đang suy nghĩ thôi Anh phải tức giận chung với em chứ Có như vậy em mới hạ quả nhanh được À à Bà ta Bà ta xấu thiệt đó chứ Anh rất là hiểu tâm trạng của em bây giờ mà <laughs> Em đã đòi hỏi anh quá nhiều rồi Anh quan Sung à <laughs> Sơ Hayun, mẹ là mẹ của con. Lúc đóng phim con diễn xuất tốt như vậy mà sao lúc bình thường lại không được? Con biết hôm nay mẹ đã khó xử như thế nào hay không chứ? Nếu như con cứ tiếp tục ủ rũ kiểu đó thì mẹ sẽ càng khó xử hơn nữa. Hayun à, con có thể đi về phòng cho? Lần sau đừng như vậy nữa. Mẹ yêu con nhiều lắm Hà Dung. Mẹ cũng muốn thân thiết với con mà. Mẹ gì con, nên mới đồng ý kết hôn với ba của con đó. Sau này ngoài lúc đóng phim, con gọi mẹ đi. Con vẫn chưa gọi mẹ là mẹ bao giờ hết. Giờ con có thể về phòng được chưa? <laughs> ừ. Em không ăn gì sao? Em định để bản thân chết đói hả? Chị à, chúng ta cùng ra ngoài ăn cá đi chị. Em muốn ăn sushi sao? Nhưng mà chỉ hai chúng ta. Ừ. Là cái này hả? Em nói tới cá này sao? Con chào cô. Làm ơn bán cho con 5 cái, Con cảm ơn cô. Nè, ăn đi. Ha à, có bánh cá rồi đây. Nghỉ tay ăn chút đi. <laughs> Mọi người ăn ngon miệng nha. Con muốn ăn cá. Chúng ta bắt vài con cá đi. Hà Duyên cười lên nào. Chờ tới sau này con kiếm được nhiều tiền rồi. Con sẽ mua cho mẹ ô tô. Chúng ta cùng lái. Em ăn thêm đi chị ăn một cái thôi ạ <laughs> chị ơi em nhớ mẹ em lắm <cười> <cười> <cười>